Lộ hình ảnh Mai Phương xanh xao vàng vọt ở bệnh viện, mệt mỏi và đau đớn vì điều trị. Ít giờ trước, thông tin nữ diễn viên Mai Phương nhập viện điều trị vì căn bệnh ung thư quái ác ở giai đoạn cuối khiến bạn bè và đồng nghiệp và khán giả yêu mến cô không khỏi hoang mang. Hiện tại, nữ diễn viên đang nằm điều trị ở bệnh viện 175. Theo mẹ của Mai Phương chia sẻ, sức khỏe của cô khá yếu. Gia đình chúng tôi mới thông báo tin Mai Phương bị bệnh được 3 ngày, nhưng hiện giờ sức khỏe Phương khá yếu nên không thể tiếp xúc với tất cả mọi người tới thăm. Con gái tôi cũng không muốn chia sẻ quá nhiều về việc bệnh tình nên mong các anh chị thông cảm. Hiện tại còn có các mạnh thường quân và người hâm mộ tới thăm Mai Phương nhưng đều hạn chế gặp để đảm bảo tình trạng sức khỏe. Ở thời điểm này, nếu vào thăm Mai Phương phải được sự đồng ý của mẹ cô, bà luôn túc trực để chăm sóc con gái. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!